Hello. Sáng nay là bữa cuối ở Tây An rồi cả nhà. Tính là đi chơi thêm một bữa nữa nhưng mà không biết đi đâu nữa luôn á. Tại vì có mấy cái địa điểm mà tụi em giống như là viện bảo tàng quốc gia ở đây nè, nhưng mà không có đặt lịch được. Người ta đặt lịch hết kín hết trơn rồi, cũng phải tới ngày hôm sau nữa mới có lịch để đi. Trời ơi, dễ sợ thiệt chứ. Úi già lẫn sợ là. Chắc ở đây là do đối diện với bờ sông á cả nhà, cho nên là cái không khí nó cũng sẽ lạnh hơn ở trong trung tâm thành phố. Tụi em ở đây cách trung tâm thành phố mười mấy cây á. Giờ tụi em sẽ đi vô trung tâm nè, đi vô cái phố ăn buổi sáng ở thành cổ. Hôm qua tụi em đi á, nhưng mà tụi em đi thành cổ phía đông, còn bữa nay là cái chợ ánh sáng này là ở thành cổ phía nam. Phía nam thì cách đây mười mấy cây. Đó. Sáng ở đây em đi vô đây thử coi có gì ngon không nha cả nhà. Tới đây 2 ngày rồi mà chưa có ăn được một cái món gì gọi là thấy ngon hết trơn á. Trời ơi, không lẽ đi xa như vậy mà không lẽ không có được một cái gì đặc sản nha, bỏ bụng thôi cả nhà. Bây giờ đi vô chợ nha cả nhà, vô chợ xem thử coi có cái gì đặc sản không nha. Thấy bên đây, ở đây cũng đông đúc quá nha. Bán hạt sen tươi, ốc chó, coi có cái gì không. Trời ơi, sợ người ta muốn dọn hàng hết trơn rồi cả nhà. Nước đậu bánh gì anh đây đây phải tôi xem ai xả rau cha mỏ. Đặc sản ở đây là bánh kẹp thịt vậy nè cả nhà. Lấy cái su su bà. Lấy cái su su bà. Ý có tòa xe. 10 块吧，来个十块吧。他啥不用了，别闹了，有没有这种？来个十块。这个是猪肉，咱吃的咋样呀？啊，这个呢，người ta kẹp thịt là người ta sẽ kẹp cái đùi heo cả nhà. Sáu mã ba, một sầu riêng. Cái gì đó mà. Ok nha. Xíu nếm thử. Bia nhổ sư đâu cho mỏ. Phải lên cho phải tùy. Yêu thay mà khoa. Lấy cái nào bên sân hả? Đây là gì? Đây là gì? Đây là gì?
也是肉夹馍吗？驴肉，驴肉，驴肉很香。来一个吧，一个多少钱？一个十块。啊，要十块。烧，你烤热乎。牛肉锅贴，茉莉豆浆，咱们喝最好喝的豆浆。牛肉火烧，牛肉锅贴，牛肉锅贴。油条吗？这个是什么？这一个吗？嗯，好，四块钱。这叫什么？油条放鸡蛋，美女。鸡蛋放里面。啊，鸡蛋在里面呀。甜还是咸的？咸的。咸的。放、油条放鸡蛋。再给我来个油条。来吧。好吃的。来一个吧。哈，上个。二。哈哈哈。叫什么？mua một cái bánh kẹp trứng này với bánh kẹp thịt này, không biết là có ngon không, mà mua đi xong mình tự ăn thử. Cô la thang, cô la thang được sao rồi, sao là bà cô la thang có nhiều cơ à, ô bên gia dụng. Đây là cái gì rồi à?我没吃呢。哇！三百二，快看看我们能买多少东西啊！走，要刚才的十块，25，对吧？25吧。55块钱。这个也行啊。牛肉干。这个是辣味是吧？放点麻辣没有？哎，没辣的呀。辣的不辣的。没辣，这个是半干的，好咬。这个用的不好咬，买过了。没有辣，老板儿子。那就是豆浆，抹茉莉豆浆。现在就是抹茉莉豆浆。哦，好的，这个豆浆是甜的，是原味的，然后小豆梨汤，有的汤。鲜榨玉米汁，这是原汁原味的。原味，看的颜色好看，不过为什么现打的？打，然后你帮我放点甜，甜可以吗？可以放点糖。啊，放糖在这个原味吧。要几杯？要多少钱一杯？那8块一杯。来一杯吧。一杯就好了。来一杯尝尝。好。放不完。走。再找。走吧，大哥。哎呦，你要干啥？要干啥？这是什么？还排队那远？牛肉饼。好吃的。啊？这么好吃吗？还排队？不知道啊。这个不错。这里好多面具的。好吃啊，人家排队呢，这边排队，这边排队。肉夹馍，排队那么长。叫什么塞饼吗？油炸塞，这好吃吗？韭菜的，好吃吗？肯定好吃吗？多少钱一个？多少钱？6块。好，要一个吧。来个韭菜的。韭菜的，三。给他11，再给一块。好。
走。豆浆。豆浆。这是什么？啊，胡辣汤、方便面、肉浆和牛肉饼，我的豆浆了。豆浆。这是什么？甜吗？甜的。多少钱？6块。来一个尝尝吧。6块是吧？6块。可好，好了，不用不用了。有勺子吗？啊。来来，这个装着那个袋子吧。这个那这个是什么？帮我这个、bánh này ở quê em cũng có bánh bao. Ấy à, mày. Ở đây bán nhiều thịt bò khô lắm cả nhà. Mày bút tao 100块钱 hay nó mà đua là. Ở đây thẳng thẳng hậu chưa có hậu chưa. Số 3. Nà tu xí dạ bút quê à, hẳn phía nhị. Tổ thân, nà tu không đều. Ờ. Qua chưa? Khoai điện. Ê, hơ chứ cơ bà. Có mấy tô bà nào? Có mấy tô bà nào? Tô bà nào mấy hả? Hơ chứ cơ bà. Giờ ăn nha các nhà, ăn thử coi là mấy cái món ở đây nó có gì ngon nè. Cái này là cháo đậu nó xong. Cái này tí đem lên tàu ngồi ăn. Nó có biển hơi sai biển mà. Sai biển. Đó là. Ngon quá. Ngon chưa? Đây là cái gì? Lừa cái nhà không? Lừa. Ngon chưa? 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 Ngon Các bạn nhìn trước vào, vừa sẽ tháo phía đầu kia nè. Mua được một ít thịt bò khô nữa các nhà. Bò mà kiểu như là không phải là khô gan hết đâu, mà kiểu bò không khói á, ăn ngon lắm. Tí em đem ra tàu ăn mấy cái này là sữa đậu nè. Ôi, thăm anh mấy kiểu mà mình ăn xi quả. Được tháo đi tháo. Thấm hậu thôi à. Thấm hậu thôi à. Cái gì à. Trời ơi, qua giờ sáng nay tính không đi luôn á cái nhà. Tại vì thấy trên mạng người ta nói là đừng có đi, đừng có đi. Ở đây đông người mà đồ ăn không ngon. Nên là chắc mỗi người một cái khẩu vị á. Em thấy ngon quá chừng luôn mà. Em thấy ngon quá chừng luôn á. Này là rau cha mùa. Cái này là trộn sữa đùi heo sữa kẹp đúng rồi, đùi heo sữa kẹp bánh giòn ở ngoài, giòn trong mềm, thịt ngon lắm nha các bạn, ăn rất là béo luôn, ngon. Không phải, không phải. Xem của chúng tôi thấy những cái này ở ăn
là đúng điệu là đặc sản của Tây An. Ngon. Giờ đi về thôi cả nhà. Giờ đi về thôi. Giờ đi về Lạc Dương luôn. Chị tiền? Không biết mẹ chị tiền?
啊，就这个吗？累死了。我们坐哪儿？这俩。啊，那好。这俩。这俩。有点了，有点了，哎。再见，西安，再见。西安，拜拜。西安，西安，西安，西安，再见，再见。再见，拜拜，拜拜。西安，再见。我们回洛阳。回洛阳。回洛阳了。去洛阳喽。加油。先到洛阳。再包空。还敢吗？嗯，我敢啊。放了。你抱着他吧。嗯，好了。đó.
Đi ngủ gục rồi, về tới nhà rồi cả nhà. Tôi xin bao nó sang đi rồi. Bà mến khai khai, thôi đi chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.